kiết nghèo. Tất cả các nhạc sĩ Việt Nam ai viết về nghèo cũng đều giàu hết quý vị. Huy chương vàng giọng ca nhi đồng cho Đài Phát thanh Phát án tổ chức. Lớn lên. Bây giờ mời quý vị gặp gỡ người tình thứ hai, nghệ sĩ Lam Phương. Xin mời quý vị theo dõi trên màn ảnh. Em mới vô trong chị Thanh Hà nói là khán giả sao em mới nói là khán giả rất là hiền, mà thường thường khán giả hiền nó không có dám la. Thank you.
ngoài hiên nắng lên đang chiếm giật mình tiết lời tỏ tình đã có người. Lan Phương ngồi nhìn quanh một mình tính đến nay là 17 năm trong xe lăn. Thì Ngọc Anh gần như tôi biết, có thể những người khác chú không biết, nhưng mà tôi biết cháu Ngọc Anh mỗi tuần mỗi tháng cố gắng thu xếp thì giờ đến thăm nhạc sĩ Lan Phương ngồi nói chuyện mỗi lần khoảng 3 tiếng. Là bởi vì tôi biết cái điều này là do những không phải bỏ ra chứ không phải ai kể bằng cả khúc mà xin phép quý vị cho cái sự được trân trọng gửi lời cảm ơn ban tổ chức đã mời ông Lý Xuân tham dự trong cái chương trình Làng Lan Phương. Anh đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Thằng cuộc đời yên trong lòng đất được trở về tiếng khóc ban sơ hơn là mang kiếm mong chờ. Đây là cánh sinh nhật của thượng họ 80 xét theo tuổi tang của nhạc sĩ Lan Phương. Thì trước hết thì bây giờ có lẽ là tất cả chúng ta hát bài Happy Birthday đi đã, rồi sau đó mình muốn nói thì nói. Còn quý vị ban nhạc. Quý vị có thể tiếp xúc với tôi xin Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thành cảm ơn quý vị đã đến tham dự, đã đến chia vui sinh nhật thứ 80 của nhạc sĩ Lam Phương, và chúng tôi rất mong được tái ngộ quý vị một dịp nào gần đây. Xin Lam Phương trước khi chia tay có đôi lời với các khán giả. Trước tiên là xin chia buồn bằng lời chúc là cảm ơn quý vị và thân nhân tái ngộ ngày nay.